cá bự ghê. Cái này là nuôi cá cái gì chứ? Cá lóc, cá rô, cá gì? Cá này chắc mấy ký rồi đấy, ngồi tám nhện táp kìa. Đã ghê. Nuôi ở nhà ăn mà. Dạ. Có dịch như này lại mà riêng sơn chết luôn. Gà, dịch cây trái đã. Anh chị mình có tưởng tượng đây chính là một cái khung cảnh rất làng quê nhưng mà lại gần với lại trung tâm thành phố ha. Thì hôm nay là mình đang có mặt ở Hóc Môn chị ha. Hóc Môn cách trung tâm thành phố thì chỉ đâu đó là hơn mười mấy cây thôi. Một cái khu vườn rất là rộng anh chị. Đất ở thành phố Hồ Chí Minh gần 3 sào ha, chính xác là hơn 2 sào 6, tức là hơn 2.600 m². Một cái mảnh vườn phải nói là đúng chất là đất vườn luôn chị. Đó. Có ao cá, có gà, có vịt, có nguyên một cái vườn cây ăn trái. Nè chị thấy không? Và đặc biệt là cái mảnh vườn này rất là vuông. Và đường thì chuẩn bị làm, đường chuẩn bị mở rộng. Nói chung là cái vị trí đẹp lắm anh chị. Đó. Thật sự đây là một cái mảnh vườn tâm huyết ha của gia chủ. Nhưng bây giờ là trong cái hoàn cảnh khó khăn, bắt buộc phải bán. Đây chị thấy nè, từng cái cây, từng con gà, từng con vịt, rất là thích. Thì hôm nay là mình sẽ thay mặt gia chủ quay cho anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn tìm một cái mảnh vườn mà gần trung tâm ha, để có thể là mình làm một cái ngôi nhà vườn ở cũng được, mà cuối tuần về cũng được. Tại đây thật ra nếu mà đi về trung tâm, nếu mà đi công tác làm việc thì cũng quá xa. Đó. Rồi quay chính chủ ha, để số chủ lên để anh chị mình làm việc trực tiếp để có cái giá tốt nhất vì không phải qua môi giới. Rồi thì đầu tiên ha, mình muốn nói những thông tin cơ bản trước để chị mình nói rõ về cái miếng vườn mình quay bán ngày hôm nay. Đây, nó là chị đang đứng ở mặt đường ha. Đường này là đường thể hiện nhà nước chị ha. Thì địa chỉ ha, ở đây chính xác là thuộc xã Xuân Thới Thượng ha, Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây nếu mà đi về trung tâm á chị, nó khoảng tầm đâu đó là hơn mười mấy cây đó anh chị, hơn mười mấy cây đó. Thì đây mình sẽ chạy ra ở đây là mình cách con đường chính ha, cái đường mang tên là đường Kinh Trung Ương. Nó đây trước mặt mình là cái vườn rau nè, một cái nhà vườn trồng rau. Thì ngay ngay đằng trước cái nhà vườn trồng rau này chính là cái đường Kinh Trung Ương đây. Mình quẹo đây là đường Kinh Trung Ương ha. Cái đường Kinh Trung Ương này là nó là đường thông chị ha, và hiện tại là đường Kinh Trung Ương đang làm. Đây lát mình sẽ dẫn chị tham quan và bài lại cam ha. Kinh Trung Ương này nè, tức là sao mình cách cái vườn này ha, thì ra đó mình rẽ tay trái đi thẳng khoảng hơn 2 cây là mình sẽ tới ngã ba dòng, là giao lộ với lại đường Phan Văn Hớn và đường Nguyễn Văn Bứa. Một hướng ra quốc lộ 22, một hướng đi qua Đức Hòa, Long An. Là hướng đó đúng không, rẽ trái đúng không. Còn quẹo phải thì mình sẽ đi về hướng Vĩnh Lộc ha, hướng đi Vĩnh Lộc của Bình Chánh, đường thông. Còn ngay đây luôn ha, ngay cái ra ngoài đường, đầu đường nè, Kinh Trung Ương nè, cách mình vài trăm mét, chừng hơn 200 m nè, là cái ngã tư, có cầu bắc qua Kinh Trung Ương, là đường Xuân Thới Thượng 3, đi thẳng khoảng tầm hơn 1 cây là ra đường Dương Công Khi, hướng ra chợ Hóc Môn hay là hướng đi qua chợ Bà Điểm này nọ ha. Chợ Bà Điểm hướng đi về An Sương. Đấy. Rồi, thì sơ sơ vị trí thì thấy rõ rồi ha. Đường này hiện tại là đường rất là rộng ha. Đường này xe tải vào ok. Đó. Thì miếng đất mình quay bán ngày hôm nay á, diện tích sổ ha. Sổ cũ, nói chung là sổ là sổ đỏ cũ ngày xưa. Trong đất này là của gia chủ là xưa lắm rồi. Thì nó có diện tích trên sổ là hơn 2.700 m² ha. Hơn 2.700 m². Nhưng mà theo cái đo đạc mới á là nó chỉ còn là hơn 2.600 thôi. Chính xác là 2.618 m² ha. 2.618 m². Đất cực kỳ vuông luôn, phải nói là vuông cạnh nào là cạnh đó, như đất nền luôn chị. Và giá bán á, thì chủ cũng bán theo là
cái diện tích mới ha, tức là bán theo 2.600, và mình cũng xin phép báo giá luôn ha, báo giá luôn cho anh chị mình biết rõ từ đầu. Thì hiện tại là chủ đang kêu giá là 5 triệu ha, 5 triệu một mét vuông, 5 triệu mình nhân cho 2.600, hơn 2.600 thì nó ra là 10 mấy tỷ đó, chính xác là khoảng 13 tỷ chị ha, phải 13 tỷ à. Và giá này không qua môi giới cho nên chắc chắn là còn thương lượng à. Rồi thì hơn 2.600 mét vuông á, là nó có cái bề ngang ha, bề ngang theo cái đường này là được khoảng gần 29 mét ha, hình như là 28.8 gần 29 mét à. Đã xây tường rào, nói chung là tường rào là ok hết rồi ha, ranh giới rõ ràng rồi. Từ đây qua qua hết cái xe đó là gần 29 mét ha, và dài xuống vuông nhất là khoảng hơn 85 mét ha. Nói chung là chiều ngang và chiều dài là cực kỳ lý tưởng để làm một cái khu gọi là biệt thự vườn, tuyệt đẹp luôn đó. Thì đất mình cũng nói luôn ha, hiện tại là chưa thổ cư nhưng mà gia chủ đã đang xin việc lên thổ cư chị ha. Đây mình xin lên khoảng tầm 300 hay là 400 thổ cư, làm nguyên biệt thự lớn là tuyệt vời luôn. Đất mình là quay mặt sang hướng đông chị ha, một cái hướng cũng rất là đẹp. Đây giờ mình sẽ bước vô cho chị xem ha. Đây khu vực này là đa số là nhà vườn chị ha, tại vì cái quỹ đất còn khá là rộng cho nên là cảm giác nó thiên nhiên lắm, có sông có nước, có cây có cối, cực kỳ phù hợp để gọi là nghỉ dưỡng hoặc là mình kinh doanh về nhà hàng sinh thái gọi là câu cá giải trí ha. Đều ok. Trên đất mình hiện tại là đất khi bằng phẳng ha, đất bằng phẳng vuông nhất. Vì chưa có thổ cư nên hiện tại là gia chủ có làm một cái không gian dạng như là nhà tôn ha, cũng khá là rộng. Cũng rộng đó chị, cũng mình nghĩ cũng phải tầm 150 mét sử dụng đó. Đây toàn bộ vật dụng nè, đây có mấy cái giống như vậy, như cẩu tháp đó nè. Này là sắt này mình mua hành lý về hả anh? Nhà xưởng về nè, rào hết rồi nè, đất thì trồng đầy đủ cây ăn trái, gà vịt. Này là chắc là mới ấp nè, nguyên ổ gà luôn, rất dễ thương. Cái này mình hiện trạng anh quay là cây cối gà vịt này nọ là sẽ tặng hết cho những anh chị nào mà mình mua ha. Đất mình thì trồng có mấy gốc mai nè, rồi cây ăn trái nè, ổi xoài mít tùm lum hết. Cái ổ này ổ gì mà cái lá như cái lá cẩm thạch vậy ta? Ổ ghép à? Ổ xá lị ha. Cái lá cẩm thạch nhìn đẹp quá ha. Có bình hông, mình có một cái mương dẫn ra ao. Cuối đất mình có cái ao cá chị ha. Đó, như lúc đầu mình quay là cảnh anh Thiệt ha, anh Thiệt chủ đất. Đó, là có quăng ủi cá quá trời luôn chị. Gà vịt nè, thật sự là rất lý tưởng luôn. Bao quanh nè, xây tường rào kiên cố luôn ha. Như đây có mấy gốc khế nè, mận nè, mít nè. Đúng cái mô hình vườn ao chuồng luôn. Đấy. Đây khu đất mình có một cái ao này chị. Cái ao này thì theo mình ước chừng chắc cũng phải tầm 200-300 mét vuông gì đó ha. Khoảng 200 mét vuông. Vịt nè. Hết ghê chưa. Nói chung ở thành phố mà có được một cái miếng đất rộng như thế này để làm nhà vườn thì thật sự là quá tuyệt vời rồi. Trong vòng bán kính mấy cây số là ra là đầy đủ hết tiện ích chị ha. Chợ búa, nói chung là đây mình đi chừng cây mấy là chợ búa, ngân hàng ha. Ngân hàng không khác gì ở trung tâm đâu, nhưng mà bước vô đây thì nó lại khác nha, nhìn y chang làng quê luôn đó. Nhưng mà chỉ cần chạy xe máy ra tầm 5-10 phút thôi là khác liền xe cộ tấp nập, thậm chí kẹt xe luôn á. Này bước vô đây là khác đó. Khung cảnh yên bình, mình tưởng tượng như mà ai mà đi làm thành phố á, mỗi buổi sáng đi làm xong rồi cái chiều về á, tự nhiên giống như là
từ một cái thành phố mà đông đúc á, cái về đây á cắt chờ trực luôn đó. Cho nên mình nói tại sao là cái này anh chị mình có thể là ở luôn ha, tức là đó là vừa công tác ở thành phố mà vừa ở đây luôn đó. Không nhất thiết là phải cuối tuần mới về được ha đó, tại nó gần mà, trừ khi nào mà nó xa đi chừng tiếng hai tiếng á, hai tiếng mới sợ. Còn đây mình đi về trung tâm á chị khoảng hơn nửa tiếng chị ha, đó, khoảng hơn nửa tiếng là về trung tâm rồi. Đấy. Rồi thì nói chung á, là cái vườn mình á, thật ra á, là chủ yếu bán đất là chính chị ha, chứ còn mấy cái cây ăn trái này thì mình thấy cũng ok, cũng đẹp, nhưng mà nó cũng phải giá trị cao đâu. Đó, rồi gà vịt coi như là tặng là cho nó cái lọc thôi. Đó, là một số vật dụng cá nhân thì mình thấy là cũng không có gì giá trị hết. Ở đây view dãy nhà tôn nè, để ở tạm nè. Sau khi mà xin lên tổ cư được rồi thì mình làm một cái nhà kiên cố luôn ha. Đó. Đây. Cũng không có gì để quay nhiều hết. Đó. Đây, mình xin nhắc lại cái giá là 5 triệu mét vuông ha, nhân cho diện tích thực tế là hơn 2.600. Ồ xoài nó bông quá trời luôn nè, đẹp ghê không? Đây trồng thêm đa dạng nữa ha. Mình nghĩ là anh chị nào thích trồng cây ăn trái mình trồng thêm vài gốc vú sữa nè. Vú sữa rồi măng cục này nọ nữa thì ok đó. Đất này thì nước non là mênh mông ha. Mát nữa, đây mát, thoáng. Đó. Rồi, thì mình sẽ mời chị xem một đoạn flycam đi ha. Nhìn trên cao là cái vị trí đẹp lắm. Còn nhìn ở dưới đất thì mình sẽ thấy là không có rõ. Nhưng mà nhìn trên cao nó khác liền. Với lại lát nữa mình về cho chị xem sổ và cái vị trí trên Google Map thì mình thấy được cái tiềm năng của khu mình ha. Cái tiềm năng lớn nhất của mình chính là cái đường, xin nhắc lại ha, đường Kinh Trung Ương. Là sau cái miếng vườn trồng rau ở đối diện mình á, là cái đường đó đang làm gì ha, đang mở rộng, đang đặt cống hộp, đang làm nó thông một hướng ra Bình Chánh, một hướng ra ngã ba Dòng, Nguyễn Văn Bứa, rất là tiềm năng. Đường đó mà làm xong rồi thì thực sự là phải nói là cái khu này nè sẽ giá trị hơn nhiều ha. Đây, đấy toàn cảnh cái khu vườn mình. Nói chung là đất này lát nữa mình về cho anh chị xem sổ, nó vuông lắm. Đó. Tường rào trên cho rõ ràng, đây phía bên phải mình là cái dãy nhà tôn ha. Còn đây là nguyên một khu vườn. Đó, trồng cây ăn trái và cuối là cái ao cá ha. Đó, một cái mô hình nhà vườn ao cá rất là lý tưởng. Cái này giống như một cái viên ngọc chưa được mài dũa ha. Cái này anh chị nào mà thật sự là đam mê vườn á, mình về thiết kế là đẹp lắm. Đó, sau khi mình thổ cư ha. Đây đang đứng dưới khu đất nhìn thẳng lên nè. Ở đây đa số là nhà vườn ta trồng rau. Rau như là rau thực dưỡng gì, rau sạch đó. Đây, trước mặt mình là cái đường Kinh Trung Ương ha, thì là đất mình nè. Ra đi bộ vài bước chân là ra đường Kinh Trung Ương chị ha. Đường này thì hiện tại đang làm đó, mình nói rõ rất là nhiều lần rồi. Cái tiềm năng nhất khu vực này chính là cái đường này ha. Thì tại đường này xưa giờ nó hơi nhỏ, nó hơi nhếch nhác. Nhưng sau khi nó làm đẹp hết rồi, giống như đường bờ kè vậy đó, thì chắc chắn là khu này nó sẽ rất là tiềm năng. Ở hướng đó hướng đi về ngã ba Dòng chị, đi thẳng một mạch luôn. Nói chung là đường thông chị ha. Đây ngang ngã tư nè, ngang cầu chị thấy không đó. Nếu mà mình rẽ trái qua là đường Xuân Thới Thượng 3 là đi hướng Dương Công Khi. Còn đi thẳng luôn thì sẽ ra hướng về đường Vĩnh Lộc ha. Vĩnh Lộc hướng đi về chợ Bà Lát, tỉnh Long 10. Đó hướng đó đó anh chị. Còn đây là đường Dương Công Khi ha. Lát nữa mình đi về hướng hướng Suối Tiên thì mình hướng ra về An Sương, mình sẽ đi hướng này ha, đường này. Ra đường Dương Công Khi và đi ra quốc lộ A. Toàn bộ khu vực này thì mình thấy đa số trồng rau hết á. Nhà vườn. Đấy. Từ đường đây bây giờ mình sẽ từ đường Kinh Trung Ương này nhìn thẳng cái khu đất mình nè, đó. Đấy, rất là vuông ha, rất là đẹp luôn. Rồi thì sẵn đây là có anh chủ nhà đây, anh Thiệt. Thì nãy giờ là em cũng đã quay cũng khái quát cái khu vườn của mình rồi. Đó, thì có anh đây thì mình chia sẻ một chút xíu về cái tâm huyết này đi.
Tại nãy nghe anh cũng chia sẻ là cái vườn này anh tâm quý gì lắm, đúng không? Đúng rồi. Thì hồi đó là anh mua cái vườn này là lâu chưa anh? Được năm mấy hai năm. À, rồi. Là vườn dưỡng già đó. Dạ. Mà giờ nó bị này cũng kẹt quá. Dạ. Cho nên là cũng muốn phải nhượng lại. Nhượng lại. À, nhượng lại. À, thì cái giá thì nãy anh báo rồi. Thì không biết là bây giờ mình ở có mặt anh ở đây thì anh cũng báo lại giùm em là hiện tại là cái đất của mình á, là diện tích công nhận trên sổ mà mới nhất á, là được hơn 2.600, chính xác là 2.618 mét vuông. Đó, thì mình đang mong muốn bán cái giá bao nhiêu vậy anh? Cái giá 5 triệu một mét vuông. 5 triệu mét vuông. Thương lượng nhẹ thôi. Dạ, 5 triệu thì nãy nhân thử ra hơn 2.600 là khoảng tầm 13, hơi 3 tỷ. Dạ. Thì có thương lượng với người thiện chí. Dạ. Rồi tặng lại một số vật dụng với lại cây cối này nọ cho khách nào thiện chí tới mua, coi như là cái lọc. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Giờ em sẽ dẫn anh chị cô chú mình xem đi ra ngoài đường, ngắm nghía thử đường xá ha. Nãy xe trên livestream mình cũng rõ ràng rồi, nhưng mà mình coi thực tế như thế nào ha. Đây, bây giờ mình sẽ dẫn anh chị tham quan ha. Đó, đi bộ vài bước chân là mình ra trục đường chính, đường kinh trung ương chị ha. Đó, anh chị thấy là nãy nhìn ra cam thì nó cũng chưa có rõ đúng không? Đây, về thực tế nè. Đang làm luôn ha, đang đặt cống hộp nè. À. Đấy, đang đào mương quét rãnh rồi, đây đang làm cống nè anh chị. À, đang mở rộng đường chị ha. Thì đó. Chỉ lại cam rồi ha, hướng đó đi khoảng hơn 2 cây là mình sẽ tới ngang ngã ba dòng. Ở giao lộ đường Phan Văn Bứa Phạm Bứa với đường Phan Văn Hớn ha. Còn đây đi thẳng một mạch luôn. Đó, chị thấy cái xe chạy không? Đó, là ngay cầu đó là ngã tư, chị đây nãy trên nhà cao thấy rồi chứ, ngã tư giao đường Xuân Thái Thượng 3 nè. Ở Xuân Thái Thượng 3 là mình qua đường Chị Công Khi. Còn đi thẳng luôn thì tới chợ đi Vĩnh Lộc ha, đường Vĩnh Lộc. Đây. Bây giờ mình sẽ đi ra hướng đường Dương Công Khi đi ha. Tại vì cái đường này đang làm hơi xấu ha, đang làm hơi xấu. Cho nên là mình sẽ đi cái đường đây qua cầu nè ha, ngã tư nè. Đó, mình sẽ về trái qua đường tới đường Dương Công Khi. Đấy, qua cầu thì đây là đường Xuân Thới Thượng 3 ha, Xuân Thới Thượng 3. Đi thẳng khoảng hơn một cây số là ra đường Dương Công Khi ha, ra ngã tư Dương Công Khi. Thì ra đó thì có ngân hàng ha, ngân hàng chợ. Đây đi qua pha là có thể làm kho nhà xưởng nè. Đi giao lộ với là đường Dương Công Khi nè anh chị, ngã tư Xuân Thới Thượng 3 Dương Công Khi nè. Mình có thể quẹo phải là mình ra quốc lộ A chị ha, ra hướng Vĩnh Lộc á, phương Vĩnh Lộc á. Đây. Đó. Nói chung mà từ cái cầu hồi nãy mình chạy ra đây cũng thấy quán xá cũng nhiều chị ha. Cà phê ăn sáng này nó đầy đủ. Nói chung là khu vực này thì mình thấy đa số là người ta nhà vườn trồng rau. Đó, nhà vườn trồng rau. Cho nên là cái đất ở đây mình thấy là mặc dù là gần trung tâm nhưng mà cái giá còn hợp lý ha. Đó. Nhiều khi mình thấy là bên phía Củ Chi, mình quay cũng nhiều bên Củ Chi xa hơn, dĩ nhiên là xa hơn Hóc Môn rồi. Đó. Cũng có cái giá là 5-6 triệu mét vuông rồi. Đó. Nên mình thấy miếng này giá nó cũng hợp lý. Do đất lớn quá ha, hơn 2.600 mét vuông. Cho nên nhân ra thì nó khoảng 13 tỷ. Đó. 13 tỷ cho một đất rộng như thế này để làm biệt thự vườn thì cũng ok. Thôi được rồi, dẫn chị tham quan sơ sơ thôi. Nói chung là về trung tâm thì khỏi nói rồi ha. Vì trung tâm thì bao la tiện ích rồi. Còn vòng vòng đây thì mình thấy là cũng ok. Đường xá, đường nhựa ngon lành. Mình cách đường nhựa chỉ có chút xíu à. Rồi cái gì lát nữa mình cho chị xem sổ sau nha. Sổ và cái vị trí. Rồi bây giờ mình cho chị xem sổ ha. Địa chỉ là xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích trên sổ hiện tại là 2764 ha, 2764 mét vuông. Đấy. Nhưng mà đây, đây là cái bản trích lục mới nhất nè, đo đạc mới nhất nè anh chị. Thì của mình á, chỉ còn là 2618 mét vuông chị ha. 2618 mét vuông. Rồi đây là hình dáng đất mình anh chị. Đó, miếng đất rất là vuông đẹp ha. Nói chung là cái này thì hình ảnh hơi mờ ha, hơi mờ chút xíu nên anh chị mình xem thì chịu khó, nếu mà không rõ thì mình liên hệ bên phía anh Thiệt chủ đất để mình coi cái sổ đó rõ ràng hơn ha. Thì mình sẽ mời anh chị xem cái vị trí của cái khu đất mình trên bản đồ vệ tinh để anh chị mình dễ dàng hình dung ha.
thì anh chị mình lưu ý là mình sẽ để ở cái vị trí lên Google Maps này nè, ở dưới phần mô tả của video, thì anh chị mình có thể là mình tự bấm vô mình tham khảo thêm, cũng như là mình phải trực tiếp đến đây mình xem đất ha. Không có chủ, hiện tại là ở đây là có em trai của chủ đất ha, là đang ở đây 24/24 luôn, cho là anh chị mình phải tới xem cái khu vườn này bất cứ lúc nào ha. Luôn luôn có người sẽ hỗ trợ là mở cửa ra cho anh chị tham quan khu vườn mình ha. Đấy, thì đây ha, đất mình nằm ngay sát với đường kinh trung ương nè, chị thấy không hả, sau một cái lô đất thôi. Ở đây thì chuyên trồng rau thực dưỡng, rau sạch anh chị ha, rau tự nhiên, cho nên anh chị ở đây thì có thể là mình sẽ nói chung là rau sạch á. Thì đường kinh trung ương này nè, đó chị thấy không, nó nói dài đây khoảng 2 cây số là tới ngã ba dòng nè anh chị, đài tưởng niệm nè. Ở tới đây thì nó giao lộ với đường Phan Văn Hớn và đường Nguyễn Văn Bứa, thì mình có thể chạy qua bên phía Đức Hòa Long An nè, theo cái đường tỉnh lộ 864 nè. Còn đây đi thẳng một mạch hướng này thì sẽ tới đường Vĩnh Lộc ha, ra xã Vĩnh Lộc B nè, ra chợ Bà Lát đường đây tỉnh lộ 10 anh chị, ra hướng chợ Bà Hôm, Bình Chánh, rồi Bình Tân, Phú Lâm nè. Đấy, còn ngay đất mình thì nó ngay ngã tư ha, ngay gần ngã tư và giao lộ kinh trung ương với lại đường Xuân Thế Thượng 3. Thì trong video mình có đi theo đường này ha, đi theo đường Xuân Thế Thượng 3 thì mình sẽ giao lộ với đường Dương Công Khi nè, ngã tư Dương Công Khi nè, có ngân hàng MB nè, rồi có đây cũng có buôn bán này nọ ha. Quẹo phải đạp xíu là chợ Búa đầy đủ vậy ha, chợ Vĩnh Lộc A nè. Đó, ra đường Dương Công Khi này mình đi thẳng luôn là sẽ ra chợ tùm lum hết nè, ủy ban nè, ngã tư Gò Mây nè, đó vô trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Tân Bình, rồi ở Bình Thạnh quận Nhất nè. Đấy, chị thấy không, nói chung là ngay sát với gần trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh rồi đó. Vị trí mình thấy rất là ok vậy ha, đó. Cho nên cái giá 5 triệu mét vuông thì nói chung là cũng hợp lý. Mà quan trọng cái giá này thì vẫn còn thương lượng đó, chị mình trực tiếp liên hệ chủ ha. Rồi thì nói chung là mình xin phép kết thúc video nha. Vị trí mình để dưới phần mô tả, chị bấm vô mình tham khảo thêm, tại vì ở đây thì nó nhiều cái để quay quá, cho nên là nó nhiều mất thời gian đó, chị mình cứ trực tiếp mình làm việc thông qua cái ứng dụng Google Maps á. Rồi thì anh chị nào quan tâm đến cái lô đất này thì cứ gọi điện ha, số điện thoại của chính chủ ở dưới màn hình á. Còn anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất chính chủ giống như cái video này thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933230243 hoặc số Viettel là 0373230243. Mình sẽ hỗ trợ tới quay ha. Và cảm ơn chị mình xem video này. Chào mừng.